sắt khỉ ăn cơ vậy. Mày tới sơ chứ đâu anh không cài cái nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa, thơm. Ê, sẽ thơm. Ôi giời, hàng tôm ba nhiên. Tùy nó kia. Bê tụi nó vinh. Ừ, đôi chay đi. Thật gặp luôn đấy. Tôi không biết. Nhưng hôm nay nó cũng không thích. Thì đâu lên chợ. Mặt rồi. Rồi cô em ốp. Giữa dân dân em ốp. Thế này được.
phải nào, thôi nhỉ. Vâng.